Ngày 17 tháng 6, Công an huyện Bình Chánh cho biết, vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự BC02, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá sòng bạc cực lớn trên địa bàn. Cụ thể, Công an thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Phòng BC02 cùng Công an huyện Bình Chánh lên kế hoạch triệt phá. Khoảng 15 giờ ngày 16 tháng 6, hàng chục trinh sát của hai đơn vị đã hóa trang, tiếp cận bao vây sòng bạc nằm trong khu đất trống ở xã Quỳ Đức. Tại hiện trường, công an bắt quả tang 126 người đang đánh bạc thu giữ hơn 1,2 tỷ đồng tiền mặt. Qua điều tra, công an xác định sới bạc này do thân công Thành còn gọi là Ten, sinh năm 1979 cầm đầu, giúp sức và có vai trò tổ chức còn có Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1978, thân công Thoại, sinh năm 2000, Thái Ngọc Nhã, sinh năm 1986, Phạm Đại Dương, sinh năm 1990, Bùi Công Khanh, sinh năm 1990, Nguyễn Văn Hải, sinh năm 1979. Công an xác định sòng bạc này mới hoạt động được 4 ngày, sòng bạc của Thành Ten quy tụ nhiều con bạc ở các nơi tới chơi, khách muốn vào phải lọt qua nhiều lần kiểm tra mới vào được.